Dạ, bố vị xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Cô chú anh chị mình chắc hẳn sẽ thường nghe một câu nói là tiền nào của nấy. Thật sự đúng là như vậy cô chú anh chị. À, ông bà ta thường nói là không sai ha. Hôm nay Bảo Việt sẽ review cho cô chú anh chị mình một cặp nhà rất là sang trọng và rất là tiện nghi luôn cô chú anh chị ơi. À, cặp nhà này có thiết kế công năng sử dụng là diện tích ngang năm dài cho 30 mét với 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và một phòng thờ nha cô chú anh chị. À, thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi, ở thời gian vừa qua ha, bất động sản cũng đang có tình trạng đóng băng, nhưng hiện tại bây giờ bất động sản đang dần ấm lên rồi cô chú anh chị. À, nhà nước mình cũng đang tiến hành cho ra những cái dự luật dự thảo ha có lợi cho bất động sản, cho nên là gia đình mình tranh thủ mình tận dụng cơ hội này để mình chọn mua những căn nhà giá thành rẻ, những căn nhà giá thành ngọt hả, để cho cô chú anh chị mình tiết kiệm được một khoản chi phí cho sau này nha cô chú anh chị. À, thì gia đình mình thấy đây là một cái trục đường xe ô tô, tuyến đường này tên là kênh Cầu Đen nha cô chú anh chị. Và trục đường của mình có chiều ngang là khoảng tầm 6 mét ha, tính luôn vỉa hè luôn nha cả nhà. Thì nhà của mình hôm nay là được thiết kế là nhà phố nha cô chú anh chị, chỉ có duy nhất 2 căn thôi. Khu vực nhà mình ở đây thì đã hiện hữu dân cư hết rồi. Ở gia đình mình có ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, mình đi tới nơi luôn. Thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị có hỏi trên kênh Bảo Việt tại sao thấy Bảo Việt ít có quay những căn nhà sang trọng cũng như là những căn nhà do chủ đầu tư quay nhiều. Thì thông qua clip này, Việt cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị mình. Việt cũng chia sẻ vấn đề này nhiều lần rồi. Hôm nay Bảo Việt muốn nhắc lại cho cô chú anh chị mình hiểu cho Bảo Việt ha. Bảo Việt thật sự thường đi quay những căn nhà giá ngợp. Bảo Việt muốn giúp cho cái người bán cô chú anh chị giải quyết được vấn đề khó khăn, đồng thời sẽ giúp được cho một số cô chú anh chị có nguồn tài chính không quá dư dả ha, mình mua được một căn nhà, mình vừa tiết kiệm được một khoản tiền mà mình mua một căn nhà nó hợp với nhu cầu của mình. Cho nên đó cũng là một niềm vui và niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó thì Bảo Việt luôn có những căn nhà sản phẩm cao cấp để đáp ứng cho nhu cầu cô chú anh chị mình ha. Nếu gia đình mình có tài chính khoảng tầm 200, 300 triệu cho đến là 4 tỷ, 5 tỷ hoặc thậm chí hơn nữa, cô chú anh chị mình cần tìm nhà như thế nào thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Những căn nhà như thế này cô chú anh chị mình sẽ thấy trên kênh Bảo Việt cũng có một số căn ha, Bảo Việt sẽ quay. Và Bảo Việt cũng ít khi quay những căn nhà này cô chú anh chị, nhưng mà Bảo Việt luôn có sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu của gia đình mình ha. Có chăng thì Bảo Việt ít khi nào quay thôi. Còn gia đình mình thích như thế nào thì cứ liên hệ cho Bảo Việt ha. Bảo Việt sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình những căn nhà hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Thì địa chỉ nhà của mình hôm nay là khu vực này thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, giáp ranh với lại là khu vực Bình Chánh nha cô chú anh chị. Từ nhà mình đến chợ Hưng Long vỏn vẹn là 3 cây số, từ nhà mình đến khu vực chợ Bình Chánh thì khoảng tầm là 5 cây số ha, rất là gần gũi luôn. Trục đường chính của đường nhà mình là tuyến đường tỉnh lộ 835B, còn đường này là đường kênh Cầu Đen nha cả nhà. Trước khi mình vào căn nhà chính thức thì cô chú anh chị mình thấy nè, nhà mình phía trước đã lót gạch vỉa hè rất là sạch sẽ. Ở đây thì gia đình mình khỏi lo về vấn đề nước ngập luôn, cấp thoát nước mình rất là tốt. Và điện đèn nhà của mình, đồng hồ nước có riêng biệt hết, gia đình mình chỉ dọn vào mình ở thôi ha. Trước cổng nhà của mình nè, gia đình mình thấy rất là khang trang luôn. Căn nhà này phải nói là gia đình nào mà dư dả tài chính nè, mình có gia đình khoảng tầm là 4 5 thành viên, 6 7 thành viên mình chọn căn nhà này mình an cư lập nghiệp thì quá là tuyệt vời luôn, một căn nhà mơ ước của rất là nhiều người. Nhà của mình thì được bảo vệ bởi một cái lớp cửa 4 cánh ha, cửa này là cửa gỗ nha cô chú anh chị, và khung bảo vệ bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen pha lẫn với lại là màu trắng ha, tạo cho căn nhà của mình sự cuốn hút riêng biệt và thẩm mỹ ha. Sân trước cửa nhà của mình thì ở đây bên Việt xây đã tính toán rồi ha, từ ngoài mí xăng vào đây thì chiều dài là khoảng tầm là 6 mét ha. Gia đình mình có một chiếc xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đậu là rất là tuyệt vời luôn. Đường nhà mình là xe nào mình vô cũng được hết cả nhà, xe tải vẫn được luôn ha. Hai bên cánh gà của nhà mình bên tay trái này thì bên Việt đã trồng sẵn cho mình những cái loại cây hoa kiểng nè, cây trúc nè, có trồng mai kiến thủy rồi nè, rồi những cây dừa kiểng nè, để tạo cho cô chú anh chị mình một cái gì đó phong thủy xanh tươi cho căn nhà của mình ha. Phía trước nhà thì cô chú anh chị mình cần thì mình mua những bộ băng ghế đá về mình thư giãn, mình tâm sự, mình uống nước trà ha, rất là tuyệt vời. Nhà của mình thì đã ốp
gạch hết rồi nha cô chú anh chị. Ở đây thì những ngày mưa lớn thì cô chú anh chị mình sẽ không sợ tạt mà bám tường rong rêu ha. Nhà này thì cô chú anh chị mình chỉ có chăng là tài chính của mình gán sắp xếp có đủ hay không thôi, chứ nhà này thì cô chú anh chị mình khi xem trực tiếp ở ngoài cùng bảo việc ha là không chê một cái gì hết cả nhà. Gia đình mình thấy này nè, cốt nền nhà mình là sao cao hơn mặt đường và cao hơn sân thì khoảng tầm là 3 tấc ha. Gia đình mình thấy nền của mình rất là cao, lỡ sau này mà đường của mình nó có mở rộng thêm, có nâng cấp lên thêm thì mình cũng không có sợ bị thấp hơn mặt đường như cô chú anh chị. Bên Việt đã trang bị sẵn cho gia đình mình rồi hết ha. Trước khi mình vào không gian phòng khách căn nhà hôm nay, có bố trí cho mình một cái lớp cửa 4 cánh nè. Lớp cửa này bằng sắt kết hợp với lại là kính cường lực rất là dày dặn ha. Nhà này là pháp lý sổ hồng riêng 100% như cô chú anh chị, với diện tích là ngang 5 dài 30 mét là 150 mét vuông thổ cư đó. Nếu như gia đình mình có tài chính khoảng tầm 1 tỷ đến 2 tỷ cô chú anh chị, mình cấm sổ mình vay ngân hàng căn nhà này mình mua là vô tư luôn. Việc xin công bố giá cuối video để cho cô chú anh chị mình xem hết hình ảnh đi, rồi lúc đó mình thấy cái giá trị thì Việt sẽ báo giá chính thức cho căn nhà của mình thì nó sẽ hợp lý hơn nha cô chú anh chị. Phòng khách thì cô chú anh chị mình thấy đây nè, có một cái bộ đèn chùm pha lê rất là đẹp luôn, đèn lon, đèn led đầy đủ ánh sáng hết cô chú anh chị. Hai bên tường nhà của mình, bên tay phải này thì ốp đá PVC, nhựa PVC giả đá này, rất là sạch sẽ và sang trọng luôn. Gia đình mình bắt lên đèn dạ vào nhựa PVC giả đá rất là sáng cho căn nhà của mình nha cô chú anh chị. Những cái lam sống gỗ cũng đi theo những cái trụ tường rất là đẹp luôn cả nhà. Căn nhà này thì bên Việt đã bố trí cho mình một cái bộ ghế sofa sẵn nè để cho gia đình mình tiếp khách ha, rất là ấm cúng luôn cô chú anh chị. Thì tùy vào gia chủ của mình bố trí ha. Cái này thì bên Việt sẽ làm mẫu, nếu như cô chú anh chị mình lấy hết nội thất này thì sẽ có giá chênh lệch khoảng tầm là 100 đến là 150 triệu nha cô chú anh chị. Bên đây là có kệ để tivi luôn, họ mình để một cái tivi 60-70 inch ngay tại vị trí này, mình tiếp khách thì rất là tuyệt vời. Thường là phòng khách là một cái mặt diện của ngôi nhà nha cô chú anh chị. Đẹp hay không, sang trọng hay không là do phòng khách của mình bố trí ha. Bảo Việt nghĩ cô chú anh chị mình về cũng không cần trang trí gì thêm đâu, ở bên Việt đã trang bị sẵn rồi. Bên tay trái này thì cũng có những khung tranh cho gia đình mình dán những cái tranh ảnh dán tường thêm ha. Và bên dưới gầm cầu thang của mình, bên Việt đã chuẩn bị cho mình một cái tủ gầm để cho gia đình mình trưng bày được những cái bình rượu được ha, những cái chai nước hoa, dầu thơm, hình ảnh lưu niệm rất là tuyệt vời. Bên Việt đã đi đèn led âm tường cho mình luôn, gia đình mình mở lên rất là sáng nha cả nhà. Ở đây cũng có chừa sẵn cho mình một cái nơi ổ cắm điện ha, để cho gia đình mình thờ cúng bàn thờ ông thần tài, ông thủ địa để đón lộc vào nhà nha cô chú anh chị. Quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi, một căn nhà rất là sang luôn. Đây là một trong những căn nhà mơ ước của rất là nhiều người. Ở đây là khu vực nhà bếp nè, rất là ấm cúng cho gia đình mình hạnh phúc là thể hiện ở đây nè cả nhà. Mình được thiết kế nhà bếp theo hình chữ L, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bên Việt đã trang bị cho gia đình mình đèn hệ thống âm hết luôn nha cô chú anh chị, rất là sang luôn. Và trên mặt bếp của mình nè, mặt dựng thì đã ốp kiến cho mình, gia đình mình nấu nướng không có sợ bám tường dầu mỡ đâu ha, cũng rất là dễ vệ sinh. Ở đây là có bồn inox sẵn cho mình luôn cả nhà ơi, quá là sang trọng luôn. Bên đây cặp khu vực nhà bếp của mình là có một cái khu vực chừa ra trống để cho gia đình mình để một cái tủ lạnh ha, có ở cắm điện. Bên đây để cho gia đình mình một cái tủ thêm để cho mấy chị em phụ nữ mình thích thì mình có thể mình để những cuốn sách nấu ăn nè đó, hoặc là mình nấu nướng xong mình để những cái món ăn ha, mình trưng ở đây nè cả nhà. Mình sợ ruồi đồ ha, muỗi đồ mình bám ha, thì mình để ở đây ăn uống xong, mình nấu nướng xong rồi mình qua đây. Gia đình mình tụ họp khoảng tầm là 6 đến 7 người. Ở bên Việt đã trang bị sẵn cho mình một cái bộ bàn ăn 6 ghế ha. Nấu nướng xong mình ăn những thành viên gia đình thì rất là ấm cúng luôn cả nhà. Đối diện với cầu thang của mình đây cũng có một cái tủ rượu nè, một cái kệ sách, quá là đẹp luôn gia đình mình ơi. Căn nhà này cô chú anh chị mình mua là đáng đồng tiền bát gạo luôn, không có thiếu một cái gì hết. Ở đây cũng trang bị cho mình những cái tấm kiếm đối diện khu vực nhà bếp ha, có những lam sống gỗ sẵn. Căn nhà của mình thì có tặng là ba nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây là một cái nhà vệ sinh đầu tiên nè. Gia đình mình thấy cái hình ảnh này quen không ạ? Thường thì cô chú anh chị mình sẽ thấy những cái nhà vệ sinh này thì những cái đồ vật dụng trang thiết bị cao cấp này thuộc những cái căn biệt thự hoặc là những cái khu nhà nghỉ, những cái khách sạn 5 sao ha. Căn nhà này là bên Việt trang bị cho cô chú anh chị mình tất cả những trang thiết bị ha, đều là đồ cao cấp hết nha cả nhà. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên bên dưới tầng trệt dành cho
những cô chú anh chị lớn tuổi nè thiết kế không gian mở cho gia đình mình luôn đó. Nếu như cô chú anh chị nào mà mình thích một cái gì đó lãng mạn ha, hoa kiển đồ, mỗi buổi sáng bình minh mình mở cửa ra là mình chọn căn phòng ngủ này là quá tuyệt vời rồi. Bên Việt đã trang bị sẵn cho cô chú anh chị mình một cái tiểu cảnh ngay tại phòng ngủ của mình luôn đó, rất là đẹp luôn. Có cô chú anh chị mình thích thì mình về mình trồng thêm những cái loại hoa, những loại cây kiển mình yêu thích ha. Đèn phòng ngủ, đèn lon đó, đèn led đầy đủ ánh sáng hết nha cả nhà. Đường chỉ nổi đi xung quanh tường rất là đẹp luôn đó. Điều mà điểm cộng và giá trị nhất của căn nhà mình nằm ở phía ngoài này nè cô chú anh chị. Đây chính là một cái nơi để cho cô chú anh chị mình giặt giũ xong phơi đồ phơi đạc ngay tại vị trí này, và đây đồng thời cũng là nơi để cho những cô chú lớn tuổi mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều mình ra đây mình tập thể dục mình thể thao rất là tuyệt vời ha. Ở đây là hai người mình đứng phía cuối nhà phía cuối sân nhà, và đầu cái phòng ngủ của mình là hai người là có thể quánh cầu lông được luôn nha cô chú anh chị. Mình ra đây mình tập thể dục rất là tuyệt vời luôn đó. Còn không thì cô chú anh chị nào cần thì mình có thể mình xây thêm một căn nhà nhỏ nhỏ đó, một cái chòi nhỏ nhỏ phía sau này ha, để mình tụ họp người thân gia đình mỗi buổi chiều thứ bảy chủ nhật ha. Mình ra đây mình nhậu mình ăn uống hoặc là mình làm những cái tiệc BBQ nhỏ nhỏ ha, thì rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Bên Việt đã trồng sẵn cho mình nè những cái loại cây kiểng rất là đẹp ha. Hôm nay Bảo Việt tiếp khách về hơi trễ ha, cũng rất mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Giờ này Bảo Việt quay thì cũng khoảng tầm là 17:50 rồi ha. Cô chú anh chị mình xem cũng rất là mong mình thông cảm cho Bảo Việt nha cả nhà. Gạch lát sàn nhà của mình là gạch 80 nha 80, đá bóng kiến, đá cao cấp nha cô chú anh chị, đá loại một hết. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên bên trên tầng lầu để mình quan sát những căn phòng ngủ phía trên. Gạch lát cầu thang của mình là gạch đá kim sa, đá cao cấp luôn cô chú anh chị. Tay vịn cầu thang gỗ căm xe và kính cường lực. Căn nhà này Bảo Việt xin khẳng định lại ha, nhà của mình là có sổ hồng riêng với diện tích là ngang 5 dài 30. Cô chú anh chị nào thích thì mình cắm sổ với ngân hàng thoải mái. Đường nhà của mình là một cái trục đường xe tải xe ô tô. Gia đình mình thấy ở đây là một cái căn phòng chờ. Căn phòng này thì Bảo Việt hay thường gọi là căn phòng thờ ha. Ở gia đình mình có thể thờ cúng ông bà tổ tiên ngay tại vị trí này rất là trang nghiêm. Hoặc là anh chị nào thích thì mình có thể tận dụng căn phòng này để mình làm căn phòng làm việc ha. Rất là mát luôn cả nhà. Đèn lon, đèn led đầy đủ ánh sáng hết. Cô chú anh chị mình bố trí rất là dễ dàng. Và căn phòng ngủ này là căn phòng ngủ thứ hai đây. Gia đình mình thấy nè, rất là mát và giá trị luôn cô chú anh chị ơi. Việc phải nói là căn nhà này quá là sang trọng luôn. Việc cũng review rất là nhiều mẫu nhà nhưng hôm nay căn nhà là Bảo Việt review cho cô chú anh chị mình rất là cảm xúc luôn. Nếu như gia đình mình xem căn nhà hôm nay nó thích mẫu nhà này, cô chú anh chị mình nhắc máy gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà, vì nó quá là đẹp rồi cả nhà ơi. Bên trên này thì đèn lon, đèn led có đầy đủ hết rồi ha. Ở phía ngoài đây đây, quá là tuyệt vời. Chiều thì cô chú anh chị mình ra đây mình ngắm hoàng hôn, ngắm chiều tà rồi ha. Đối diện khu vực nhà mình thì cô chú anh chị mình thấy nè, dân cư đã lên full kính đặt hết rồi. Khu vực của mình cũng rất là gần khu công nghiệp nha cả nhà. Đối diện phía nhà mình thì có một cái trường học cấp 1 hay cấp 2 gì đó ha. Bảo Việt đang thấy cái nóc của mình luôn nè. Gần bên nhà mình cách đây khoảng tầm 100 m là có công ty xí nghiệp luôn ha. Căn phòng ngủ thứ hai này mình sẽ có một cái nhà tắm, một cái nhà vệ sinh. Rất là sang trọng luôn cô chú anh chị ơi. Những trang thiết bị quá là tuyệt vời luôn, có bồn tắm rất là cao cấp cho gia đình mình ha. Đầy đủ những trang thiết bị hết. Cô chú anh chị nào thời gian vừa qua tìm một căn nhà sang trọng đẳng cấp nhưng mà thích một cái gì đó nó yên tĩnh nè, không quá ồn ào, không quá khói bụi ha, thì căn nhà hôm nay là một sự lựa chọn rất là thích hợp luôn. Căn phòng ngủ này là căn phòng ngủ thứ ba của căn nhà mình để cô chú anh chị. Bên trong này là một cái nhà vệ sinh ha, cũng đầy đủ những trang thiết bị hết cô chú anh chị. Bồn lavabo, bồn cầu nguyên khói, tất cả đều là đồ cao cấp hết nha cả nhà. Trên kênh Bảo Việt thì luôn review những cái thông tin gì đó luôn là đơn giản nhất để cho cô chú anh chị mình thứ nhất là dễ hiểu, với lại Bảo Việt thì muốn làm cái gì đó cô chú anh chị mình gặp thực tế đi sẽ ok hơn. Thường thì Bảo Việt review sẽ lập từ lại rất là nhiều từ video này qua đi video khác ha, nhưng mà cái đó là
hầu như là cũng là một cái tính của Bảo Việt nha cô chú anh chị. Bảo Việt thích cái gì đó nó đơn giản, cho nên là sẽ review cho cô chú anh chị mình không quá cầu kỳ ha. Ở như căn phòng ngủ này thì cô chú anh chị mình thấy là cũng rất là rộng, mình bố trí tủ, giường, nệm, bàn trang trí, bàn học cho trẻ em rồi ha, rất là tuyệt vời luôn. Đường dây máy lạnh, ống đồng có sẵn hết rồi, đèn cũng đầy đủ ánh sáng. Phía ngoài đây mình sẽ có một cái ban công rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đối diện nhà mình cũng có hai căn biệt thự nhỏ nhỏ mini ha. Xung quanh ở đây dân cư đã full kính đặt rồi hết cô chú anh chị. Mình rẽ phải này sẽ về lại khu vực chợ Hưng Long, chợ Bình Chánh. Từ nhà mình cách khu vực quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình, những cái quận lân cận nơi đây thì mất tầm khoảng là 20 đến 30 phút đi xe. Còn cô chú anh chị mình về các quận trung tâm của Sài Gòn, quận nhất, quận 2, quận 3 thì rơi vào là khoảng tầm 50 phút nha cô chú anh chị. Ở bên đây có một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ cho gia đình mình ha. Mỗi buổi sáng ha, thức dậy mình đón bình minh, mình nhìn những cây hoa, những cái cây kiểng mà mình trồng thì rất là tuyệt vời, có năng lượng cho một ngày mới luôn cả nhà ơi. Thì gia đình mình đã xem tất cả hình ảnh thông tin rất là rõ ràng rồi ha. Ở đây nè, gia đình mình thấy nè, có những cái lam sống gỗ rất là đẹp luôn. Căn nhà này nói chung là cô chú anh chị mình nhìn bên ngoài thì mình sẽ còn thấy đẹp hơn gấp 2, gấp 3 lần mà Bảo Việt đang review với cô chú anh chị. Vì hiện tại bây giờ Bảo Việt review cái giờ này đã trễ rồi. Với lại là khung cảnh thì sẽ không thể nào mà trong một cái điện thoại hoặc là một cái máy quay bao toàn diện hết cái khung cảnh nhà mình. Cho nên là cô chú anh chị mình nhìn mắt thường bên ngoài sẽ rất là đẹp nha cả nhà. Thì để Bảo Việt tổng kết lại hết những cái thông tin của căn nhà hôm nay ha. Nhà của mình có diện tích là ngang 5, dài cho 30 mét, với thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 3 nhà vệ sinh. Căn nhà hôm nay diện tích ngang 5, dài cho 30 mét, 150 mét vuông thổ cư. Và giá chính thức của căn nhà này rất là rẻ luôn cô chú anh chị, chỉ có là 3 tỷ 350 triệu thôi. Và điều đặc biệt căn nhà này cô chú anh chị mình còn thương lượng mạnh với Bảo Việt luôn nha cô chú anh chị. Ở gia đình mình nếu như thời gian vừa qua ai đã từng mua nhà của Bảo Việt rồi, những vị khách hàng nào đã từng đến đây gặp Bảo Việt rồi thì hầu như sẽ biết là Bảo Việt bán giá rất là rẻ, hầu như là rẻ nhất thị trường luôn. Cô chú anh chị nào cần biết thông tin thêm căn nhà hôm nay thì cứ nhấc máy và gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 82 7963 nha cả nhà. Để bây giờ Bảo Việt đo hướng chính của căn nhà này để cho cô chú anh chị mình biết hướng chính để mình dễ lựa chọn ha. Căn nhà này là có hướng chính đông nha cô chú anh chị, hướng nắng sáng rất là mát mẻ luôn cô chú anh chị ơi. Tất cả thông tin Bảo Việt đã cung cấp rất là rõ ràng rồi. Gia đình mình nếu muốn vay ngân hàng cấm sổ căn nhà này mình vẫn quay được nha cô chú anh chị. Ngân hàng thẩm định vay căn nhà này lên đến khoảng tầm 50-70% và vay tối đa là khoảng tầm là 30 năm nha cô chú anh chị. Gia đình mình cần vay thì xuống đây gặp trực tiếp Bảo Việt ha. Bảo Việt sẽ tư vấn cho mình những cái gói vay rõ ràng, lãi suất để cho cô chú anh chị mình dễ tính toán tài chính ha. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt. Và bây giờ là Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin tạm biệt cả nhà.